Sáng ngày 30 Tết, nhiều nhà vườn, cửa hàng kinh doanh cây cảnh có múi ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên vẫn nhộn nhịp khách hàng đến tham quan mua sắm. Tuy nhiên, hoa đào ở đây vẫn tiêu thụ chậm. Đến 11 giờ trưa nay, hầu hết các sản phẩm cây cảnh có múi tại các nhà vườn ở thị trấn Văn Giang như quất cảnh, bưởi cảnh ở các nhà vườn của gia đình anh Nguyễn Văn Mạnh, nhà vườn Nguyễn Văn Hùng đều được khách hàng mua và thuê. Nhà vườn Mạnh Bonsai thì năm nay nhập hơn 300 tác phẩm. Nhà vườn chúng tôi bán được khoảng 95%. Chúng là giá bán năm nay là được, giá tốt. Trung bình thì nó cũng rơi vào từ 3 triệu đến cho đến hơn 100 triệu một cây. Khác với không khí nhộn nhịp của thị trường cây cảnh có múi, cũng trong sáng nay, nhiều chủ cửa hàng bán đào, mận rừng tại đây đã giảm giá còn trung bình 300.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng một cây, nhưng lượng người đến mua lác đác ảm đạm, số lượng cây còn nhiều. Lấy hơn 1.000 gốc, đến hôm nay là 30 rồi mà vẫn còn rất nhiều, còn 300-400 gốc. 12 giờ trưa thì như tình trạng này coi như là không bán được nữa.